Ok, chào mừng các bạn đã trở lại cái channel của mình từ tập lập trình Android. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vừa gỡ lỗi hay còn gọi là debug code. Chữ code mình đọc không đúng nên đọc tiếng Anh là debug. Ok, bây giờ mình quen rồi, cứ code đi. Ok, xuống nào, hai cái mèo này xuống. Ok, mình sẽ trở vào cái bài Hello World. Ok, đỡ đi, muốn đi bật code thì các bạn phải có một cái bài đoạn code cho nó. Ở tại cái màn hình cái vương đó họ ra á, mình sẽ tạo một cái vài một cái loại nhỏ nhỏ, ví dụ vậy. In a bằng không, mình sẽ hiện cái dòng sau line number đây, mình có thấy ở đây. Ok, nếu các bạn muốn debug một cái gì đó thì các bạn phải tạo một cái điểm breakpoint, một cái điểm dừng. Khi mà cái này debug nó sẽ chạy tới chỗ đó và để dừng cho bạn. Ok, bạn muốn tạo một cái điểm breakpoint đó, bạn cứ kéo phía bên tay trái sát sát bên cái dòng number line, mình kích vào cái chuột vào, nó sẽ hiện lên một cái dấu chấm đỏ. Cái này là điểm breakpoint nhé. Ok, các bạn muốn đi bắt các bạn có thể vào thư mục debug ở đây, hoặc là debug ở đây, nó sẽ chọn debug, nó sẽ báo là retry. Bởi vì cái lúc nãy mình này là khởi chạy của nó chạy lên cái máy áo trước ba trước. Không, mình sẽ retry lại đó, mình chọn cái máy áo. Ok, nó sẽ build lại, khi nó build xong nó sẽ nhảy tới cái điểm dừng tại chỗ này. Ok, nó đang chạy được. Các bạn có thể thấy cái màn hình cái tab chỗ debugger đây à, các bạn có thấy nó dừng lại chỗ này, nó có 10 tên đi xuống à. Đỡ mà muốn di chuyển cái lệnh lên hay xuống, bạn có thể vào run đây. Các bạn có thể hoặc cái tab power, thì nó nhảy xuống hết tới cuối cái hầm đó luôn, hay cuối cái tab power. Nếu các bạn không có quen lắm thì các bạn cứ về câu thử thôi, muốn làm vậy chứ. Rồi tap into là nó nhảy vào một cái dòng tiếp theo ở phía dưới. Tap out là nhảy à đó, ví dụ cái này nhảy xuống, cái này nhảy lên. Ok, mình chỉ cho sử dụng cái phím F7, mình sẽ kích rồi F7 đó, nó sẽ nhảy xuống một cái dòng đó. Bây giờ mình sẽ nhắm cái phím F7 tiếp. Ở đây cái biến A á, mình có thể thấy cái màn hình chỗ variable này, cái biến của nó A này, và không, hoặc là trong đây nó ghi chữ A.0 à, cái biến A nó được kéo vào bằng không rồi. Tiếp F7. Ok, biến B sẽ được kéo bằng 1. Ok, mình sẽ nhảy tiếp cái dòng nữa nè. Ok, biến C nó sẽ bằng 1, biến A bằng 0, biến B bằng 0. Tức là cái ba cái biến này nó hiện lên dòng đây. Ok, đó là bắt no. Bây giờ mình sẽ được bắt đỡ hiểu cái lỗi. Ok, mình stop đó. Ở đây mình không làm A cộng B nữa mà ghi là B chia cho A. Nếu các bạn biết đó, thì cái lỗi này nó sẽ xuất hiện một lỗi cái nghĩa đó là một chia cho không, tức là lỗi chia cho giá trị số không. Ok, tại cái này sẽ xuất hiện lỗi tại đây.
mình sẽ report nó lại chứ. Run backup cho mày out. Ok, chờ nó view coi. Ok, tiếp tục làm như tương tự, bấm phím F7 rồi nó nhảy xuống dòng tiếp theo. Đó. Nhảy dòng tiếp theo. Đó, tại đây. Đó, kỳ ví dụ kích thêm một cái nữa. Ok. Nó báo cái gì nào? Sorry. Xem thì nó không báo gì hết nhỉ. Dòng nhảy nó chưa có hết nên nó báo là đây, khi mình bấm tiếp F7 nó sẽ báo là thì bài bài chờ rồi, tức là lợi chưa chơi số không, tức là một mà chưa khóc mà nó thành không xác định. Nếu bạn thấy cái lỗi như thế này nó hiện ra thông báo lỗi. Đó, ok, cái chữ Y là thông báo lỗi. Cái này là cái là quăng ra cái lỗi. Đây là cái gọi là liên quan đến số học, toán học. Ok, nếu bạn biết mà bạn sửa lỗi thì tốt quá. Nếu mà không biết thì bạn có thể copy cái lỗi này lên Google. Đây có lên cái lỗi này copy thôi đó, lên cái Google hoặc là mình gõ bằng tay luôn tùy bạn. Lên Google bạn search sẽ ra lỗi, nó hướng thì sẽ có rất nhiều cái bản nhận lỗi cho các bạn. Nếu ai mà không có, thường thường những cái lỗi này thì các trang tiếng Việt không có, chủ yếu là các trang tiếng Anh nó sẽ trả lời cho bạn, nhưng mà nó rất là dễ hiểu thôi, không có khó lắm. Ok, đó là lỗi ngữ nghĩa. Nếu mà vừa lỗi cú pháp thì sao? Ok, đâu ví dụ một cái lỗi cú pháp đi, dựng lại nào. In và ok a chữ khác đi, số hai chữ number number ba, ví dụ với kiểu in mà mình gõ 8.9 sao. Ok, bạn có thấy sẽ nó sẽ báo lỗi là ngay chỗ này lên đó, nó báo là không có đúng cái kiểu của nó. Ví dụ cái number là số in, nhưng mà bạn trường mà một cái số thật ở đây là 8.9, bạn có thể sửa thành double, nó bạn sửa lên double như thế này, double à, nó sẽ báo lỗi cho bạn. Nếu mà nó bạn mà vẫn được in đó, thì bạn buộc buộc phải là sửa cái chỗ này để nó hết lỗi. Nó có nhiều cách đỡ bằng sửa lỗi. Nếu mà loại ngữ pháp thì loại bờ cú pháp á, nó sẽ thông báo cái vạch đỏ này, cái vạch đỏ ở dưới đó, cái nút bên này cảnh báo này. Đó, bạn có thể kích vào enter thì bờ là nó hiển thị ra thôi, enter và enter chứ. Xin lỗi các bạn nha, đó đó là loại ngữ pháp. Ok, đó do cái đoạn code này nó không có hiện gì qua giao diện là mình không có chạy ra cái máy ảo này. Đây, sorry, đây cái máy ảo này giờ mình không có chạy ra, nó vẫn đang debug. Trường nào mà đều bạn debug hết lỗi đó, bạn muốn chạy được, tức là cái lỗi vừa cú pháp viết của bạn mà không có lỗi, lỗi cũng nghĩa có thể bạn chưa tìm ra, thì bạn chạy lên mà kết quả hiện xuất hiện lên cái màn hình cái kết quả phong độ của bạn trên cái màn hình nó
của cái máy ấy, cái điện thoại của bạn mình là không giống như cái mong muốn của bạn, thì tức là bạn bị lỗi bằng người nghĩa, thì bạn có thể tìm cách bằng tìm hiểu thêm tài liệu và bạn chỉnh sửa lại. Ok, để học Android Studio, để học Android thì các bạn phải có cái nền tảng và lập trình Java, ở đây đọc là Java Core nhé, đó là Java căn bản. Ok, cảm ơn các bạn, bài hôm nay đến đây kết thúc nha, thank you.